trục xe đứng im này. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của video xe điện motor điện nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, đấy là cái nhông trớn lắp vào xe máy. Nó lắp vào cái nhông trước của xe máy như này. Cái này thì nó có tác dụng là chạy trớn, có nghĩa là giống như chạy số mo. Khi hết đà thì tác dụng của nó thì nó có nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó đỡ gằn máy. Thứ hai là cảm giác giống như chạy xe côn. Và thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Tất nhiên thì ở trong một cái chừng mực nào đấy thì nó sẽ có cái mặt đó. Ở trong một cái mặt khác thì nó sẽ có cái tác dụng không tốt của nó. Nhưng mà khi mình sử dụng, mình chơi thì mỗi người có một cái cảm giác chung. Và ai cần cái mục đích nào thì sử dụng. Còn mình cảm thấy không phù hợp thì không dùng. Trong cái video này mình chỉ xin giới thiệu nó và lắp đặt chạy thử cho các bạn xem cái hoạt động và cảm giác nó như thế nào. Có nghĩa là ở bình thường thì các bạn khi về số thì các bạn không thể. Bình thường là khi các bạn đang để số thì các bạn không thể dắt được xe máy. Nó sẽ có hiện tượng giật như này vì nó đang mắc số. Nhưng mà nắp cái nhông này vào thì nó sẽ không bị cái hiện tượng này nữa, nó sẽ chạy trơn luôn. Giống như thế này. Tất nhiên thì nó không hại xích, đỡ tốn xăng, nhưng nó sẽ đi không phù hợp thì nó sẽ tốn má phanh. Và nó không phù hợp với đi đường đồi núi, nó không an toàn. Đây giờ các bạn về số này là nó vẫn lăn này. Đấy. Cảm giác giống như đang chạy trớn này. Cái này nó vừa với cơ nhông cũ của nó nên là không phải tăng chỉnh nhông xích. Đây các bạn coi, không cần phải chỉnh lại nhông gì cả, lắp vừa luôn. Đây các bạn thấy nhé, đang có số dắt lùi này, nó rất là chặt nhưng mà rất tiến này, nhẹ có đà này. Đấy các bạn nhìn nhé, đây là đang mình đang để số mo này. Và bây giờ mình chuyển sang số này. Khi mình, các bạn sang số ấy thì nó vẫn có cái đà bon của nó mà không bị hãm. Đấy. Mặc dù đang là số 1 nhé. Đây. Đấy. Đây đang là số 1 nhé.
mà xuống đây bánh mình vần vẫn lăn bon tít luôn. Để mình sẽ thử chạy ra ngoài đường xem cảm giác nó như thế nào. Quá sướng luôn. Quay đâu? Quăng tí luôn. Xe máy đứng im này. Trục xe đứng im này. Chạy này nó đỡ hại bộ số. Tiết kiệm nhiên liệu. Và cảm giác như xe côn.